Em đang nhìn gì vậy? Nếu em qua đó, nó có bỏ chạy không? Anh nghĩ nó sẽ bỏ chạy nếu như em đến gần nó. Vậy thì nếu em bỏ đi, nó có đuổi theo em không? Anh nghĩ là không đâu, vì cả hai đâu có mối quan hệ nào. Còn nếu có thì sao? Em tên gì? Nguyễn Nam Khanh. Nam Khanh, tên đẹp đó. Nãy giờ con đi đâu vậy? Làm ở lâu quá chừng. Con đi ngắm hoa vòng vòng ở đây à? Bây giờ con là ai? Con là Nam Khanh. Chẳng phải cậu bé vừa nói mình tên Nam Khanh sao? Lần sau em không có được đi lung tung vậy nữa nha. Làm mẹ với chị tìm em quá trời. Thôi, bây giờ má con mình về nha. Dạ. Thằng bé này bị gì cô Thu? Rối loạn đa nhân cách. À, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi cũng đã nghi ngờ như vậy rồi. Ca này hơi khó, anh phải chuẩn bị tâm lý điều trị cho em đó nha. Chị phát hiện bé có dấu hiệu bất thường từ khi nào? Dạ thưa bác sĩ, tôi thấy nó bất thường từ lúc nó 12 tuổi. Cụ thể là như thế nào, chị có thể nói rõ hơn không? Khang, con sao vậy? Con không muốn vào. Buông ra. Bình tĩnh. Buông ra. Bình tĩnh. Con không sao. Con sợ lắm. Con má nè. Không có sao. Không sao nha. Tôi về nhà sớm hơn dự kiến. Tôi lên phòng và thấy nó đang ở trong phòng. Nó nhìn vào gương và tự nói chuyện một mình. Em đừng có làm mẹ buồn. Em phải ráng học thật giỏi, biết không? Anh yên tâm đi, điểm của em dạo này cao lắm. Bữa trước á, cũng mới tuyên dương em với cả lớp. Giáo viên chủ nhiệm báo với tôi rằng cháu thường xuyên viết sai tên của mình. Nam Khang, cháu lại viết thành Nam Khanh. Nam Khang? Sao em viết sai tên của mình hoài vậy? Tên của em là Nam Khang, không phải Nam Khanh. Ủa, con tên Nam Khanh mà. Tôi đã nói tên em là Nam Khang, em có hiểu chưa? Ủa nhưng tên Nam Khanh mà. Tôi sẽ báo phụ huynh của em về việc này. Không thể nào để tình trạng này xảy ra hoài được. Tôi đưa thằng bé đi khám bệnh. Bác sĩ nói nó bị bệnh đa nhân cách. Vậy Nam Khanh với lại Nam Khang giống như hai anh em cùng tồn tại trong một cơ thể. Trong người của thằng Nam Khang xuất hiện một nhân cách mới. Nhân cách đó tự nhận mình là anh trai của thằng Nam Khang, với tên gọi là Nam Khanh. Nhưng thằng em trai học giỏi lanh lợi bao nhiêu thì thằng anh trai của nó lại học dở bấy nhiêu.
lại rụt rè, ít nói nữa. Tôi phải loại bỏ thằng Khanh ra khỏi thằng Khang ngay. Nó biết thằng Khang không biết bơi, vậy mà cố tình đi ra hồ bơi để mà dìm chết em nó. Chính vì thế chị muốn tôi điều trị cho em nó, loại bỏ nhân cách của Nam Khanh ra, chỉ chừa lại nhân cách của Khang thôi phải không? Năm nay thằng Khang nó thi đại học rồi, tôi không muốn nhân cách của thằng Khang xuất hiện nữa, sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của thằng Khang. Chị hoặc người thân trong nhà có từng bạo hành cháu lần nào không? Sao bác sĩ lại hỏi vậy? Nó là con tôi thương nó không hết, sao tôi nỡ bạo hành nó chứ? Tôi chỉ hỏi vậy để chắc chắn suy luận mình là đúng, chứ tôi không nghĩ là chị bạo hành con mình đâu. Bệnh này có thể chữa được không bác sĩ? Hiện tại thì tôi chưa thể kết luận được điều gì. Có thể là tôi sẽ kiểm tra thêm cho cháu để nắm thông tin. Đây là Nguyễn Nam Khang, 17 tuổi. Em ấy xuất hiện một nhân cách mới, là anh trai Nguyễn Nam Khanh. Sao bác sĩ Ngọc biết em trai Nam Khang bị rối loạn đa nhân cách và ra nhân cách thứ hai là anh trai Nam Khanh? Mà chúng ta lại không nghĩ ngược lại, anh trai Nam Khanh bị rối loạn đa nhân cách cho nên mới xuất hiện nhân cách thứ hai là em trai Nam Khang. Trong giấy căn cước công dân của cậu ấy mang tên là Nguyễn Nam Khang, tức là em trai là có trước. Còn Nguyễn Nam Khanh mới là nhân cách phụ, xuất hiện sau này. Mỗi khi đến khám, tôi đều thấy sự xuất hiện của nhân cách chính là em trai Nam Khang nhiều hơn. Chưa bao giờ thấy nhân cách phụ là anh trai Nam Khanh cả. Tôi đã từng thấy và nói chuyện nhân cách thứ hai là anh trai Nam Khanh. Tôi thấy nhân cách phụ anh trai Nam Khanh này là con người ít nói, rụt rè và sống rất hướng nội. Nhưng khi trở lại nhân cách chính là em trai Nam Khang, lại trở thành một con người hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, sống hướng ngoại hơn hẳn anh trai Nam Khanh. Theo kinh nghiệm của tôi thì những bệnh nhân bị chứng đa nhân cách sẽ có ít nhất 3 nhân cách trở lên. Nhưng trường hợp của anh em nhà Nam Khang và Nam Khanh thì chỉ có 2 nhân cách trong một cá thể. Tôi nghĩ là trong vài năm nữa sẽ xuất hiện thêm một nhân cách mới. Tuần sau lại máy đến tái khám và làm kiểm tra về não, hy vọng là nhân cách phụ sẽ xuất hiện. Có vẻ như anh trai Nam Khanh thích nói chuyện với bác sĩ Quân hơn, nên tôi sẽ đề xuất cho bác sĩ Quân phụ trách ca này nhé. Tốt quá, tôi cũng đang định đề xuất ý kiến này. Anh Quân, lúc trước anh Khanh xuất hiện ra nói chuyện với anh hả? À, đúng rồi. Anh Khanh đánh giận em, anh nói là anh không muốn gặp em nữa. Anh còn nói anh sẽ giết em nữa. Có vẻ như hai anh em đang có chuyện gì mâu thuẫn à? Dạ, cũng có một chút. Chính vì như vậy cho nên em mới đồng ý với mẹ đi tới đây để điều trị, để tách nhân cách người anh trai ra khỏi cơ thể em, đúng không? Em với anh Khanh đã thỏa thuận với nhau là anh Khanh không được xuất hiện trước lớp của em nữa. Mà anh Khanh đâu chịu nghe. Bây giờ anh giúp em tách anh Khanh ra khỏi cơ thể em được không? Em thật sự muốn như vậy à? Dạ, tại anh Khanh xuất hiện mẹ em không có vui. Ánh mắt này chẳng lẽ là... Em và Nam Khanh à, em còn nhớ anh không? Chúng ta đã từng gặp nhau trong khuôn viên bệnh viện. Em sẽ đi ra khỏi thế giới này, tại vì em thấy ở đây không có chỗ dành cho em. Vậy nên em mới xuống hồ bơi để kết thúc cuộc đời mình à? Dạ phải. Nếu như em làm như vậy thì đồng nghĩa với việc nhân cách em trai của em là Nam Khang nó cũng sẽ chết.
Lúc đó em ghét bản thân của mình, ghét luôn cả thằng em trai của em. Tại vì mẹ em lúc nào cũng thương nó hơn em hết á. Em không nghĩ mình làm như vậy là quá ích kỷ sao? Dạ chào bác sĩ. Mẹ, con chờ mẹ nãy giờ luôn á. Ờ, con là... Con là Nam Khang. Thưa bác sĩ, nãy giờ nó có xuất hiện hay không? Nó nào? Ờ, thì là Nam Khanh. À, không, nãy giờ tôi không thấy cháu xuất hiện. Vậy bác sĩ có cần tìm hiểu thêm gì không? À, cũng ổn rồi, chị với cháu cứ về đi. Lần sau đến đây tái khám, chúng tôi sẽ thực hiện liệu trình thôi miên cho cháu. Nam Khang, con ra ngoài đợi má một tí xíu. Má có việc cần nói chuyện với bác sĩ. Dạ. Dạ, đây là cuốn nhật ký của Nam Khang và Nam Khanh. Tụi nó thường xuyên tâm sự qua cái cuốn nhật ký này. Chị đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ điều trị thôi miên cho cháu một vài lần là cháu sẽ khỏi ngay thôi. Mẹ lại khóc rồi, chắc bữa nay mẹ lại gặp chuyện buồn. Em cứ bịt tai lại, tập trung ngủ là được. Em không ngủ được, nhưng anh muốn ngủ. Hay là anh chơi cờ với em nha. Mai em thi rồi, em mau đi ngủ sớm đi. Sao anh với mẹ lúc nào cũng muốn em học bây giờ? Hai người chỉ quan tâm điều đó hả? Em phải học thì mẹ mới thương em. Còn em học không tốt là anh cũng không thương em luôn. Em lại suy nghĩ lung tung rồi. Thôi em mau đi ngủ đi. Thôi, em chỉ muốn chơi caro với anh thôi à. Thôi được rồi, chơi thì chơi. Tại sao con người phải học vậy? Em thực sự chán học, em muốn chơi thể thao giỏi như anh. Không được nói mấy lời này với mẹ, mẹ sẽ buồn. Anh ơi, cuối cuộc thì anh yêu mẹ hay yêu em vậy? Mau ngủ đi, khuya lắm rồi. Anh, em muốn nói chuyện với anh, em muốn nhìn thấy anh trực tiếp, chứ không phải viết nhật ký như vậy cho anh. Vậy em đến chỗ cái gương đi. Anh Khanh, là anh đúng không? Phải. Là anh đây. Em có đề nghị này, anh có đồng ý không? Đề nghị gì? Anh xuất hiện được không? Em muốn gặp trực tiếp anh để nói. Vậy hai anh em đã nói gì trước gương? Tại sao trong quyển nhật ký lại bị bỏ trống đoạn này? Sao dạo này em viết nhật ký mà anh không trả lời em? Anh trả lời đi! Anh giận em hả? Em ghét anh! Em đừng làm vậy mà. Em xin lỗi, em lỡ lời. Dạo gần đây anh ít xuất hiện là để muốn cho em tập trung cho việc thi cử. Vậy mà em cứ nghĩ anh giận em chứ. Em theo mẹ tới bệnh viện đi. Để làm gì? Để điều trị. Tại vì em cứ như thế này hoài là không bình thường. Giờ cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ thi rớt tốt nghiệp. Vậy là anh sẵn sàng biến mất để cho em được tồn tại mãi mãi hả? Anh thấy như vậy lại tốt. Tại vì đơn giản mẹ cần một đứa học giỏi như em, chứ đâu cần một đứa học dở như anh đâu. Anh Khanh, anh đi đâu đó? Chúng ta chưa nói chuyện xong mà.
Nếu như em không đến bệnh viện điều trị, anh sẽ giết em. Anh Khanh, em còn một câu cuối muốn hỏi anh. Nếu mẹ và em chỉ có thể chọn một người, anh chọn ai? Là mẹ đúng không? Em biết mà. Kiếp sau anh đừng làm anh trai của em. Kể từ ngày đó, anh Khanh ảnh hết chiếc nhật ký cho em. Có vẻ như anh Khanh thật sự muốn rời khỏi con người của em, bởi vì anh ấy biết anh ấy chỉ là nhân cách phụ xuất hiện sau em. Mời Nam Khang theo chị vào phòng thôi miên nha. Nam Khang, em không cầm theo cuốn nhật ký à? À, cái này của chung mà. Của em với lại Nam Khanh. Ờ, anh cứ giữ nó đi. Đợi khi nào anh Khanh xuất hiện, anh nói lại là em nhớ anh Khanh lắm. Em đi nha. Vì em, anh sẵn sàng chấp nhận từ bỏ bản thân mình để cho em được làm nhân cách chính như lời đề nghị của em. Chúng ta đã bỏ qua một chi tiết quan trọng trong ca này. Câu nói này được nhân cách anh trai Nam Khanh viết ở một trang gần cuối của nhật ký. Và tôi cá chắc rằng nhân cách em trai Nam Khanh vẫn chưa từng thấy câu nói này. Không lẽ Nam Khanh chính là nhân cách chính, còn Nam Khanh chỉ là nhân cách phụ? Và có sao? Có vẻ như nhân cách em trai Nam Khanh đã từng đề nghị để được làm nhân cách chính. Vậy nếu ta thôi miên ca cuối thành công, thì ta sẽ vô tình loại bỏ nhân cách chính là anh trai Nam Khanh. Như vậy chẳng phải đúng ý bà Lan, mẹ cậu ta sao? Nhưng rõ ràng bà Lan nói với tôi là em trai có trước, còn thằng anh Nam Khanh là có sau mà. Có lẽ tôi sẽ xin phép đến nhà của hai anh em để tìm thêm một số thông tin để xác nhận nhân cách em trai Nam Khanh là nhân cách phụ, và cũng có thể sẽ tìm thêm một số thông tin để điều trị cho ca này. Có vẻ như em Nam Khanh là một học sinh giỏi đúng không chị? Dạ, đúng rồi đó, cháu học rất là giỏi, cháu còn là học sinh đứng đầu lớp đó. Tại sao ở đây tôi chỉ thấy giấy khen bắt đầu từ lớp 7 trở đi, còn từ lớp 1 tới lớp 6 không có hả chị? Từ lớp 1 tới lớp 6 cháu chỉ học trung bình yếu thôi. Nhưng bác sĩ biết không, tôi la cháu dữ lắm, cho nên bây giờ cháu mới học sinh giỏi đó chứ. Rất ít khả năng chuyện từ một học sinh yếu kém phút chốc lại trở thành một học sinh giỏi từ lớp 7 đến lớp 11. Tôi nghĩ có vấn đề gì đó trong chuyện này. Chị có album ảnh lúc nhỏ của cháu hay không? À có. Bác sĩ ở đây, để tôi về phòng tìm. Tôi không ai học dở bằng các bạn khác. Kể từ khi bố lấy hết tài sản, bỏ mẹ con tôi theo phụ nữ khác, mẹ không còn gì cả. Sự thiếu thốn tiền bạc khiến mẹ tôi bắt đầu dần vặn bản thân và hằn học với tôi. Tôi sợ ánh mắt của mẹ mỗi khi nhìn tôi. Má nói với con bao nhiêu lần rồi, phải ráng học cho thiệt giỏi. Không có một cái bài nào đúng hết là sao? Trời ơi, tức quá à. 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 T
Mày đúng là cái đồ tôm sông xứ biển. Một mình đây. Niềm hy vọng cuối cùng của mẹ là tôi, nên bà bắt tôi phải học thật giỏi. Tôi bị biến thành một cái máy học hành suốt ngày. Trong những tháng năm đó, tôi ám ảnh bởi việc học thật giỏi. Nhưng nếu tôi không học giỏi, mẹ sẽ càng ghét tôi. Tao phạt mày vì cái tội mày không có chịu học bài. Đêm nay á, mày thức suốt đêm cho tao, nghe chưa? Con tôm trên đầu chỉ có phần, còn con sứ biển thì không có não. Đó là tất cả những gì bà dành cho tôi, một thằng ngu ngốc. Mày thi dễ như vậy mà không làm được thì ở lại lớp, hiểu chưa? Học kỳ này mày mà thi rớt là tao giết mày. Kể từ bây giờ mày không còn giá trị, tao sẽ là người thay thế mày. Tôi cảm thấy mất hết tri giác. Khi tỉnh lại thì đã làm xong bài kiểm tra. Và chính xác hoàn toàn. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mười điểm? Dạ. Trời ơi, con giỏi quá, con giỏi quá Khanh ơi. Ủa, con không phải là Khanh, con là Khang. À, ừ, Khang. Có thật là con là nhân cách khác xuất hiện trong cơ thể anh Khanh không? Kể từ bây giờ, má sẽ sửa lại tên của con là Nguyễn Nam Khang. Kể từ bây giờ, con hãy coi thằng Khanh chết rồi, má ghét nó. Con hãy giữ nhân cách này, con phải là người học giỏi. Con nghe rõ chưa? Có vẻ mẹ rất vui kể từ ngày nhân cách em ra xuất hiện. Em ấy tên là Nguyễn Nam Khang. Anh, em muốn nói chuyện với anh. Em muốn nhìn thấy anh trực tiếp, chứ không phải viết nhật ký như vậy cho anh. Vậy em đến chỗ cái gương đi. Anh Khanh, là anh đúng không? Phải. Là anh đây. Kể từ bây giờ, anh cho em làm những cách chính được không? Em thích gì hả? Đúng vậy, chúng ta sẽ thỏa thuận. Anh sẽ là những cách phụ, sẽ xuất hiện sau em. Nếu điều đó làm em với mẹ vui thì anh đồng ý. Em phải thay anh mang lại hạnh phúc cho mẹ nhé Khang. Vậy là Nam Khanh là nhân cách chính, còn Nam Khang là nhân cách phụ xuất hiện sau này. Bây giờ em lại. Em là Nam Khanh. Anh xin lỗi, chị đã tự tiện xem cuốn nhật ký dưới chân bàn của em. Cuốn nhật ký nào? Là cuốn này. À, em nhớ rồi. Cuốn nhật ký này em để dưới chân bàn. Mà bấy lâu nay em tìm hoài, tưởng mất rồi chứ.
Anh đã hiểu hết mọi chuyện vậy. Không sao đâu anh. Em nghĩ vậy nó cũng tốt. Để cho anh hiểu hơn về em. Đây là lần trị liệu thôi miên cuối cùng. Anh sẽ tách nhân cách em ra khỏi cơ thể này. Cũng đồng nghĩa với việc em sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Em chấp nhận. Miễn sao là mẹ em vui. Tại sao mẹ em đối xử với em như vậy? Mẹ em vẫn chấp nhận hy sinh bản thân mình để làm hài lòng mẹ em vậy. Mẹ đã gian xin em. Bây giờ con là ai? Con là Nam Khanh. Tôi xin cậu. Cậu hãy buông tha cho thằng Khang, con trai của tôi. Tôi không thể mất nó được. Chứ còn không phải là con má hả? Cậu. Cậu là nghiệp chướng. Tôi chỉ có một mình thằng Khang là con trai của tôi. Nó học giỏi, nó biết nghe lời. Nên em chấp nhận biến mất để cho em trai của em được tồn tại mãi mãi. Vậy nếu bây giờ anh đề nghị cho nhân cách em trai Nam Khang biến mất mãi mãi để giữ lại nhân cách của em nghĩ sao? Bác sĩ, đây là những tấm ảnh lúc nhỏ của Nam Khang. Tôi nghĩ là bây giờ không cần đâu chị Lan. Nhưng lúc nãy bác nói là cần mà. Có phải chị đang cố gắng che giấu chúng tôi điều gì hay không? Ý của bác là sao? Chị đã đổi tên em Nguyễn Nam Khanh thành Nguyễn Nam Khang à? Y học là để cứu người chứ không phải để giết người, chị hiểu chưa? Chị là một con người ích kỷ, khi chị ép con mình phải học thật giỏi trong khi đó là việc quá sức của nó. Không những như vậy, chị còn những lần bạo hành và tra tấn tinh thần để ép nó học. Chị Lan à, không phải cứ ép con mình học thật giỏi là tốt đâu. Không, không phải như vậy. Không đúng. Đến bây giờ chị vẫn còn chưa chịu nói là sự thật à? Em Nam Khanh đã bị trầm cảm, cho nên em ấy đã tự thu mình lại và nhường cho nhân cách phụ là Nam Khang xuất hiện. Tôi xin bác sĩ, bác sĩ hãy giúp tôi. Tôi không thể mất thằng Khang được. Nó chính là kỳ vọng của tôi. Con trai chỉ là Nguyễn Nam Khanh, không có Nguyễn Nam Khang nào hết. Bác sĩ ơi, xin hãy giúp tôi. Anh muốn em phải sống với em. Cuộc đời này là của em. Em hiểu không? Tại vì chỉ có đậu đại học, tương lai của em mới tươi sáng lên được. Mà muốn đậu đại học thì chỉ có em trai của em mới làm được thôi. Đại học đâu phải là con đường duy nhất đâu em. Rớt trường này thì mình có thể học trường khác được mà. Ví dụ như Viện Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena chẳng hạn. Cũng có tương lai mà em. Thôi, vở kịch tới đây dừng được rồi. Tập trung chuyên môn đi. Nói thật đi, em là Nam Khang chứ không phải Nam Khanh đúng không? Là em là Nam Khanh thật mà. Thật ra, Nam Khanh chỉ xuất hiện một lần khi lần đầu tiên em đến đây khám. Lúc đó, tôi đã gặp Nam Khanh. Còn những lần sau, đều là do em giả dạng thành Nam Khanh. Tôi biết mục đích của em là muốn tách nhân cách của Nam Khanh ra khỏi cơ thể mình, có đúng không? Sao hai anh chị biết? Ánh mắt không bao giờ biết nói dối. Nếu đây là cuốn nhật ký của Nam Khanh, thì mấy sẽ nhận ra ngay. Còn em, tự nhận mình là Nam Khanh mà cầm lấy cuốn nhật ký giả. Đến cả chữ viết của mình mà em còn không nhận ra. Nó chỉ là cuốn giả thôi. Nó chỉ giống cái bìa. Còn đây mới là cuốn thật. Mấy người lừa tôi. Bây giờ tôi muốn học giỏi. Tôi muốn tốt lên thôi. Tôi còn muốn làm mẹ tôi vui nữa. Mấy người cho đó là sai hả? Em có biết bài học đầu tiên của một người thành công là gì không? Là gì? Anh nói đi. Đó là sống thật với con người của mình. Đừng bao giờ sống trong vỏ bọc của ai khác.
để làm hài lòng bất kỳ một người nào. Em hiểu chưa? Và em biết điều khiến chúng ta thất bại đầu tiên trong cuộc sống là gì hay không? Là cái gì nữa? Chính là sống và làm hài lòng người khác mà quên đi cảm xúc cá nhân của mình. Không, em không thể sống dưới cái thân phận tệ hại ngày xưa được nữa. Em sợ ánh mắt của má mỗi khi nhìn em lắm. Anh, chị, làm ơn hãy tách bỏ nhân cách Nam Khanh ra khỏi con người em. Má, bác sĩ Quân nói đúng. Má là một người má ích kỷ. Má chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con, mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của má. Má đòi hỏi ở con quá nhiều, trong khi má chưa bao giờ làm điều tốt cho con. Tại má đã làm cho con nên nông nỗi này. Má xin lỗi con Khanh ơi. Cuối cùng thì ca điều trị cũng đã thành công. Bằng công nghệ khoa học, chúng tôi đã hợp nhất được hai nhân cách lại thành một. Đây được xem là một trong những ca được phát hiện và điều trị sớm nhất trước khi bệnh nhân xuất hiện nhân cách thứ ba. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên gặp Nam Khanh. Một cậu bé rụt rè, luôn cúi đầu, nét mặt luôn mang một nỗi buồn khó tả. Nhưng từ bây giờ, chắc cậu ấy sẽ vui hơn khi đã được nói ra hết những nỗi lòng chất chứa bao năm qua. Anh hứa với tôi như thế nào để bây giờ anh không thực hiện lời hứa đó? Anh còn lén viết riêng cái cuốn nhật ký gì đó của anh để bây giờ sự thật của chúng ta mọi thứ bị bại lộ rồi kia. Anh xin lỗi. Anh thì anh đâu có cố ý làm vậy đâu. Anh là một thằng hèn nhát. Được rồi, tôi sẽ kêu Nam Khánh ra để giết anh. Khai, anh xin em, đừng có nói cho anh biết. Tụi bay im hết đi. Hai thằng mày là hai thằng vô dụng. Kể từ bây giờ, tao sẽ là người điều khiển hai tụi bay.